Hương vị và màu sắc của hồng trà là hai thứ quan trọng đã đưa dòng trà này trở nên phổ biến nhất trong quán trà sữa. Đồ uống ngày hôm nay là hồng trà nguyên vị. Một trăm năm mươi ml hồng trà. Ba mươi ml đường. Một xúc đá to. Lắc. Hồng trà có vị đắng sâu nhưng lại luôn để lại hậu vị ngọt ở cuống họng. Hồng trà sữa là đồ uống tiếp theo tôi sẽ dạy bạn trong bài học tới.